Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng làm xe ba bánh phù hợp cho các bạn làm cái xe chở hàng mắc khoảng 800 kg. Đấy, mắc 800 kg nhé. Đây, bộ phụ kiện thì bao gồm trục cầu sau. Cầu sau này thì có các cái cỡ chiều dài là từ 65 cho đến 1m1. Kích thước là kích thước chưa lắp bánh. Khi các bạn lắp bánh lên thì nó sẽ tương đương với này là cộng thêm khoảng 8cm nữa. Ví dụ như với cái bánh này thì các bạn mua cầu 70 thì lắp bánh nó lên 78. Đấy, là cứ tính như thế cho nó dễ. 65, 70, 80, 90, 1m và 1m1. Ngoài ra thì các bạn có nhu cầu dài hơn thì các bạn đặt bên mình sẽ làm. Tiếp theo thì đến cái bộ số mạnh đây. Bộ số mạnh lắp liền cầu. Đây là bộ số mạnh lắp liền cầu. Thì tí nữa sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt. Một bộ các đăng gồm có hai khớp trượt. Hai các đăng. Đấy, hai cái đầu khớp trượt kia. Tiếp theo là đến bộ số lùi. Số lùi này thì dành cho các dòng máy do các bạn khách hàng nêu yêu cầu. Ví dụ như là số lùi lỗ trục 19 hoặc là số lùi lỗ trục 17, cái đấy thì nó có hai cơ đấy thì các bạn nêu yêu cầu. Tiếp theo là cặp bánh. Cặp bánh này là bánh 400-12 8 bố. Tí nữa mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn các cái thông số của nó. Đèn hậu thì bên mình có một số loại cho kèm theo. Cái này là bên mình cho kèm theo nhé. Cho nên là mặc định là sẽ có loại nào thì cho loại đấy. Các bạn yêu cầu thì mình sẽ đưa loại nào cụ thể, còn không thì mình sẽ đưa mặc định. Thường thường thì những cái cầu ngắn thì mình sẽ đưa loại đèn ngắn, cầu dài thì đưa loại đèn dài. Cái này thì tùy. Đèn này nó có kích thước từ 20 cho đến 30 cm. Đây là cần số phụ này. Đấy, và tí nữa mình sẽ lưu ý cho các bạn một số này. Đây là phần nhíp 5 lá này, phụ kiện rất là đẹp này. Đấy, tí nữa mình cũng sẽ quay cho các bạn cận cảnh này. Tay phanh này, dây phanh này, phụ kiện phanh này. Đấy. Đấy là tổng thể của nó. Còn sau đây mình sẽ cho các bạn xem những cái hình ảnh cụ thể hơn một chút nữa. Đây là ba mẫu đèn này. Đấy, mẫu đèn mình bỏ riêng ra. Đây là các cái thông số của cái lốp này. Lốp này có model là 400-12 nhé. Đấy. Lốp 400-12. Đây là các cái thông số của lốp đây. Lốp 8 bố này. Mắc loát là 355 kg một bánh. Đấy. Lốp 8 bố này. Đấy. Gai lốp rất là đẹp nhé. Đây. Rất là bám đường và rất đẹp. Lốp đấy. Thì các bạn lưu ý như thế về phần lốp. Về cái phần cầu thì các bạn có một số cái lưu ý là các bạn khi lắp ấy thì cái phần ngắn này nó sẽ là nằm bên phần xích của các bạn.
Hộp số thì cách lắp đặt hộp số thì lắp đúng chiều như thế này. Phần kéo dây là ở phía trên này. Hộp số phụ thì các bạn chỉ cần cách lắp đặt cái hộp số phụ thì cũng rất là dễ thôi. Đầu tiên các bạn tháo bốn cái con ốc này ra. Sau đó các bạn gắn cái mặt bích này vào cái cầu lấy trước. Đấy, cái ốc này người ta sẽ cho kèm theo cái ốc nó dài hơn này để các bạn gắn vào cái hộp số phụ này, cầu này. Tiếp theo sau đó sau khi các bạn bắt cái mặt bích này vào cầu rồi thì các bạn sẽ bắt bốn cái con ốc này để gá cái số phụ này chặt vào với cái cầu. Đấy là phần lắp đặt phần số phụ vào với cầu. Đây là dây số này. Các bạn cài ngạnh như thế này. Đấy. Phần dây trên đây. Các bạn cũng vậy, đây là con ốc mình đang lắp ở ngoài đấy, nhưng mà của nó đúng là một ốc bên trong, ốc bên ngoài này. Phần này qua một cái lò xo và mắc cái cần này. Đây. Cần này cần kéo đây. Đấy. Thì tại sao nó phải có cái lò xo này, vì khi các bạn kéo số ấy, thì các bạn bám vào cái ngạnh này thì nó sẽ bám kéo cái số lên đây và mắc vào đây, đến là nó sẽ sang số phụ. Còn bình thường là các bạn chưa kéo là chưa có số phụ. Phần gối cầu này thì có một lưu ý đối với các bạn khi lắp gối cầu này, thì gối cầu các bạn lắp ấy thì lắp cho nó sát vào cái đang mua này thì nó sẽ khỏe. Chứ nếu các bạn dịch cái này sâu vào trong quá là cái lực nó dồn về phía sọ cầu này nó sẽ bị gãy hoặc là bị bể hộp số. Đấy là nguyên nhân gãy cong và bể hộp số chính là do các bạn đưa sâu vào. Thứ hai nữa là sau khi các bạn lắp đặt hoàn chỉnh thì cái gối này các bạn phải hàn chết với cái kia cầu, rồi các bạn quàng cái quang nhíp ở dưới lên. Thì cũng có nhiều cách quàng quang nhíp, các bạn có thể quăng nhíp, các bạn quàng ở dưới, các bạn nhíp gối ở trên, hoặc cũng có các bạn lắp gối dưới như này để cho cái khung nó thấp đi. Thì cái đấy là do cách làm của mỗi bạn thôi. Cái tai này thì thường thường khi vận chuyển thì bên em sẽ vặn cho nó quặp vào trong này. Còn khi các bạn xài thì các bạn có thể chỉnh nó vuông góc xuống như này, hoặc là các bạn cũng có thể bẻ ngược qua bên phía trên này cho nó sát với cái thành khung xe, sát với cái khung xe này nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy là phần đũa phanh. Đây là phần phụ kiện phanh này. Phần phụ kiện phanh thì bên em đưa rất là đầy đủ nhé. Thì có một cái video hướng dẫn để gá đặt cái phanh này rồi. Thì giới thiệu thêm thì cũng các bạn theo dõi thêm video đó, hoặc là em giới thiệu luôn ở đây. Thì các bạn mua một cái ống 21 phi 21 dày khoảng ly 4 hoặc ly 9 gì đấy, chiều dài là ngang với cái thùng xe. Thì các bạn xỏ cái ống 21 xuyên qua tất cả các lỗ này. Đấy. Phần này là phần hàn lên khung xe. Cái phần này không hàn với ống tiếp, cái này nó coi như cái bản lề thôi. Toàn bộ những cái điểm này các bạn sẽ hàn với cái ống 21. Toàn bộ cái này là hàn với cái ống 21 này. Đấy, thì khi các bạn kéo cái phanh chân vào đây thì hai cái thanh này nó sẽ kéo ra cầu sau. Còn cái này là phanh tay. Đấy, khóa hãm lại. Đấy là phần bắt phanh nhé. Còn đây là cái giới thiệu qua cho các bạn bộ nhíp. Về phần phụ kiện nhíp thì bên em từ trước giờ vẫn là chuẩn nhất rồi. Thì tất cả các nơi mua hàng bên em thì đều biết rồi. Rất là chuẩn. Đây là cái mặt bích này. Mặt bích rất là đẹp luôn, mạ này. Đấy. Phần ác nhíp này rất là đẹp. Cái phần này là phần gối động. Phần gối động thì nó lắp ở phía sau. Còn phần gối tĩnh này là phần chết này thì phần lắp ở phía trước. Cùng với cái mắt to này là phía trước. Đấy. Cái này các bạn hàn lên khung xe này. Đấy. Cái này cũng hàn lên khung xe này. Và cái này là bắt vào với cái mắt nhỏ này của cái nhíp này.
Đây đồ rất là chuẩn nhá, ốc đều là ốc trứng trôi này, em tháo ra cho các bác xem. Riêng về phần phụ kiện thì bên em thì bên nào đẹp hơn thì các bác cứ gửi hình qua đây em cho thêm tiền các bác luôn. Về phần phụ kiện nhíp thì bên em lúc nào cũng rất là chuẩn. Đấy. Toàn là đồ đột dập rất là đẹp nhưng chứ không tự gia công đấy. Đấy. Đây cái trục này rất là to, là trục 12 này, đấy, rất là to. Đấy, cao su này thì dùng thì mỹ mãn rồi, không bao giờ hỏng. Đây đóng vào đây rất là chặt đây, còn chưa nhét được cái này. Phải đóng. Đấy. Đấy, thì cái này là xỏ vào nhíp. Đây cái này xỏ vào nhíp, bắt cái này rồi xỏ vào nhíp. Còn cái phần này là hàn lên khung. Đấy là phần cách lắp đặt cái nhíp này như thế. Thì khi các bạn lắp lên xe thì lưu ý là cái phần cầu xe ấy. Thì các bạn lắp lên cầu thì nếu như các bạn đưa cái cầu sau mà lên trên quá thì cái đầu xe nó nhẹ thì đi nó rất là lắc. Đấy, lắc nó không bám đường, đi nó rất là nguy hiểm. Nhưng nếu như các bạn đưa cái cầu nó dịch về đằng sau quá thì cái đầu xe nó rất là nặng, khó lái. Vì vậy thì để lắp đặt lên một cái xe thì các bạn đừng có cố định ngay. Các bạn lắp lên đi thử. Nếu như cái xe mà nó lắc đầu quá thì các bạn dịch cái cầu về đằng sau một chút. Cứ dịch rồi. Đấy, và khi nào ưng ý rồi thì các bạn chốt lại ở cái điểm đấy. Đấy là những cái lưu ý khi các bạn làm xe là như vậy. Còn báo giá tổng thể cái bộ này thì giá của trọn bộ như thế này là 5.300.000 đồng. Trọn bộ các bạn nhé, đủ phụ kiện hết. Giá thì bên em không có bao cước. Cước khách hàng tự chịu. Và giá cước thì nó dao động từ 400 đến 600 tùy từng vùng. Đối với khách hàng mua hàng bên em thì vui lòng đặt trước cho bên em 500.000 đồng. Số tài khoản thì mỗi một cái chỗ bán hàng thì có một cái phương thức bán hàng khác nhau. Có chỗ thì cần đặt cọc, có chỗ thì không cần đặt cọc. Tuy nhiên thì bên em bán thì giá thành thì nó thiên về giá thành, giá thấp. Đấy. Cho nên là đối với khách hàng mà mua mà không lấy, mà không đặt cọc ấy thì chi phí nó sẽ đội lên, thì buộc bên em lại phải chịu, lại phải kéo vào khách khác thì nó sẽ rất là vô lý. Vì vậy là khách hàng nào mua bên em thì cứ alo và đặt trước cho bên em khoảng 500.000 là được. Đấy. Thế còn số điện thoại em là đây 0983818955. Số chính chủ đấy, các bạn chuyển khoản thì không sợ lừa lọc gì cả. Em là Lam nhé. Tên em là Lam, chuyên phụ tùng 3-4 bánh. Cảm ơn các bạn đã đăng ký video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái video mới ra. Đối với các bạn có nhu cầu cao hơn thì các bạn có thể nâng cấp bánh lên 450, 500-12. Và nhíp thì có thể tăng lên thành 6 lá. Giá thành thì nó cũng không cao hơn nhiều. Cái đấy các bạn liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc Zalo cùng số. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.